Pháo hoa 30 điểm mừng ngày giải phóng thủ đô, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút từ 21:30 ngày 9 tháng 10, với điểm nhấn là trận địa pháo tầm cao kết hợp tầm thấp tại sân vận động Mỹ Đình. Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mới được ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tăng số điểm bắn lên 30 thay vì 6 như kế hoạch hồi tháng 4. Điểm bắn quy mô nhất là sân vận động Mỹ Đình với 800 quả pháo, 24 dàn hỏa thuật, 480 ống hỏa thuật. Trận địa pháo hoa tầm cao với hơn 600 quả pháo được đặt ở tòa soạn báo Hà Nội mới, quận Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hồ Văn Quán, quận Hà Đông, thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, khu đất dự án Hồ Điều Hòa, huyện Thanh Trì, trung tâm thể dục thể thao huyện Đông Anh. Ngoài ra, thành phố tổ chức 22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp ở các quận huyện Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất. Lần gần nhất Hà Nội bắn pháo hoa ngày 10 tháng 10 cách đây 10 năm, kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô. Năm nay, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao chào mừng như thi ảnh nghệ thuật, giải chạy, hội khỏe Phù Đổng.